ối sớm chỉ vì nhiễm nấm âm đạo không điều trị kịp thời. Vậy, người phụ nữ mang thai cần phải lưu ý những điều gì? Xin chào tất cả các bạn. Mình là bác sĩ Dương đến từ phòng khám Đông y Tuệ Y Đường. Như các bạn đã biết, trong thời kỳ mang thai, nội tiết tố của người phụ nữ suy giảm rất là nhiều, kèm theo với lại miễn dịch rất là kém. Chính vì thế, những người phụ nữ rất là dễ mắc các bệnh lây nhiễm. Một trong số đó là tình trạng nhiễm nấm âm đạo. Và còn khó khăn hơn nữa, đấy là rất là nhiều thuốc không được sử dụng trong thời kỳ mang bầu. Vậy làm thế nào để giúp mẹ bầu có thể vượt qua bệnh tật an toàn trong thời kỳ mang bầu? Thì mời các bạn cùng theo dõi qua video dưới đây nhé. Đầu tiên, chúng ta đã cùng tìm hiểu nấm âm đạo ở phụ nữ có thai là như thế nào. Bình thường, trong âm đạo của người phụ nữ lúc nào cũng có bào tử nấm. Tuy nhiên, do pH âm đạo thấp, có tính axit, có thể kiềm chế được bào tử nấm không phát triển. Còn trong thời kỳ mang thai, do nồng độ estrogen tăng cao, dịch âm đạo rất là nhiều và nội tiết tố suy giảm. Chính vì thế nên là nấm âm đạo này hoặc là vi khuẩn phát triển rất là mạnh, nhanh. Và khi nấm phát triển quá nhanh, tác động lên phần âm đạo này có thể gây ra tình trạng viêm nhiễm. Người phụ nữ có thể nhiễm nấm âm đạo bất kỳ thời điểm nào trong thai kỳ, đặc biệt là 3 tháng đầu hoặc là 3 tháng cuối. Bởi vì hai thời điểm này thì là người phụ nữ bị biến đổi rất là nhiều về nội tiết. Và tác nhân chủ yếu gây ra tình trạng nhiễm nấm âm đạo đấy là nấm Candida. Cái biểu hiện của nấm Candida thì các bạn có thể thấy là da khí hư này, nhiều, trắng đục, bã đậu hoặc là lỏng lỏng như sữa chua này. Người phụ nữ thấy rất là ngứa, rát và có thể ra khí hư màu hơi đỏ một chút và có thể là ảnh hưởng gây đau bụng, có thể gây chảy thai sớm của người phụ nữ. Bình thường ấy thì người phụ nữ mang thai lúc nào sẽ tiết dịch âm đạo nhiều hơn một chút. Nhưng nếu như các bạn thấy bất kỳ cái triệu chứng nào mà bác sĩ kể bên trên ấy thì cần phải đi khám ngay và điều trị sớm, tránh để các biến chứng xảy ra. Tiếp theo, đấy là điều mà các mẹ rất là quan tâm là nhiễm nấm âm đạo trong thời kỳ mang bầu có ảnh hưởng đến mẹ và bé hay không. Thì theo các chuyên gia cho biết, nhiễm nấm âm đạo trong thời kỳ mang thai rất là ít ảnh hưởng đến tình trạng của mẹ và bé. Tuy nhiên, nếu mà điều trị không đúng cách, nấm phát triển dai dẳng thì có thể dẫn đến tình trạng mẹ thì bị ảnh hưởng đến sức khỏe này, tâm lý này. Còn bé có thể bị suy dinh dưỡng bào thai, nhiễm những cái bệnh từ trong bào thai, ví dụ là viêm phổi. Ở trong thời kỳ đi trực của mình thì đã gặp rất là nhiều trường hợp mẹ bị nấm âm đạo mà không điều trị, dẫn đến tình trạng đấy là viêm màng ối, vỡ ối sớm hoặc là bé hít phải dịch âm đạo có nhiễm nấm, dẫn đến tình trạng viêm phổi mà phải điều trị trong lồng ấp, rất là nguy hiểm. Tiếp theo đây đấy là một số những phương pháp có thể điều trị tình trạng nấm âm đạo ở phụ nữ có thai. Đầu tiên đấy là lựa chọn phương pháp Đông y để điều trị. Đây là phương pháp rất là an toàn, hiệu quả, rất là nhiều các chị em phụ nữ lựa chọn để điều trị tình trạng nấm âm đạo trong thời kỳ mang thai của mình. Nấm âm đạo được gọi là chứng đới hạ trong Đông y và tùy theo tình trạng từng thể bệnh của người phụ nữ thì các bác sĩ sẽ ra giảng những cái bài thuốc để có thể phù hợp với lại bệnh nhân. Một bài thuốc mà bác sĩ Dương rất là hay sử dụng là bài long đờm tả can thang ra giảm. Bài thuốc này thì bác sĩ Dương sẽ ra giảm để phù hợp với người phụ nữ mang thai, vừa tác dụng là tăng cường sức đề kháng này, bài trừ vi nấm ra khỏi người phụ nữ này, đồng thời là giúp thai nhi phát triển khỏe mạnh, an toàn. Ngoài ra kết hợp với loại thuốc rửa bên ngoài sẽ làm thải trừ các cái độc tố, thải trừ nấm ở trong âm đạo ra và không ảnh hưởng nguy hiểm đến người phụ nữ. Thì cái thuốc rửa kết hợp với thuốc uống có thể điều trị tận gốc tình trạng nấm âm đạo và an toàn và không gây ra bất kỳ biến chứng nào cho người phụ nữ mang thai. Thứ hai đấy là sử dụng thuốc tây y để điều trị tình trạng nấm âm đạo. Bình thường nếu mà phụ nữ không mang thai thì có rất là nhiều sự lựa chọn. Một trong những cái thuốc đầu tay mà bác sĩ sử dụng để điều trị nấm là fluconazole. Tuy nhiên cái thuốc này khi mà sử dụng trên phụ nữ mang thai ấy thì có thể gây ra tình trạng xảy thai sớm hoặc là dị tật ở thai nhi, tuyệt đối không được sử dụng. Trong trường hợp những người phụ nữ mang thai ấy, thì các bác sĩ thường sử dụng cái nhóm thuốc tại chỗ an toàn hơn, nhóm imidazole này hoặc là micronazole hoặc là nhóm clotrimazole, thì những cái thuốc này có thể an toàn và sử dụng được cho người phụ nữ mang thai. Vậy làm thế nào để có thể hạn chế và kiểm soát được tình trạng nấm âm đạo của phụ nữ mang thai và có thể điều trị tại nhà những trường hợp mà bị nhẹ? Thì các bạn có thể nhấn vào cái link bên trên, bác sĩ Dương đã chia sẻ rất là kỹ càng về những tình trạng bị nấm âm đạo rồi. Và các bạn nên nhớ rằng những trường hợp mà bị nhẹ thì các bạn có thể điều trị ở nhà được, còn những tình trạng mà nặng hơn ấy thì bạn cần phải đi khám ngay, điều trị theo đơn của bác sĩ, không được điều trị tại nhà, bởi vì mang thai là một cái tình trạng rất là nhạy cảm và các bạn cần phải theo sát bác sĩ điều trị của mình. Ở bên trên thì bác sĩ Dương đã chia sẻ với các bạn một số những cái vấn đề liên quan đến nấm âm đạo ở phụ nữ mang thai. Và các bạn có bất kỳ vấn đề gì về phụ khoa, nam khoa, da liễu hay cơ xương khớp, các bạn có thể comment bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp tới số 0789 503 555 để được hỗ trợ kịp thời. Một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.